Rồi, xin chào tất cả anh em một lần nữa đã quay trở lại kênh của Túng Mô Tô nha. Hôm nay Túng Mô Tô sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe XQE, Mô Tô XQE 6125. Con này thì một Mô Tô của XQE 125. Anh em nào mua thì liên lạc ha. Để em sẽ tiến gần và em giới thiệu cho anh em xem ha. Con này là dòng xe của XQE em nha. Con này hiện tại bên em mới vừa lấy về tại cửa hàng. Đó, hôm bữa cũng có chiếc rồi. Bên em cũng đã bán và hôm nay em tiếp tục lấy về thêm một con nữa để phục vụ cho anh em. Con này thì Mô Tô XQE Wood 125. Đó, dòng xe của XQE em nha. Con này thì máy móc nó là nguyên zin nha. Mấy dòng này chạy đã lắm anh em. Vừa rồi bên em bán ra cho khách một con, khách chạy rất là đã luôn. Đó. Khách gọi điện cảm ơn rất là nhiều. Đó. Hôm nay em tiếp tục về một con nữa, cũng zin giống như con vừa rồi. Máy móc cực kỳ êm, máy dòng này thì nó rất là bền nha. Mô tô của ấy của em, đồ đạc nó sản xuất rất là bền luôn, cực kỳ lợi xăng. Đó, phụ tùng thay thế cũng rất là dễ nữa. Con này thì đồ đạc nó là nguyên zin theo size hết ha. Máy móc là nguyên zin hết. XQE em, con này thì kiểu dáng nó cũng khá là đẹp luôn. Tư thế ngồi nó chạy nó cũng rất là thoải mái ha. Đó, giá thành nó cũng rất là rẻ luôn. Giá chỉ có 19.500 thôi. Đó, giá chỉ có 19.500 mà anh em sở hữu một con xe mô tô giống như vậy quá đã luôn. Đó, cực kỳ bền nữa. Máy dầm này chạy rất là êm nha. Anh em để ý ha. Máy dầm này chạy rất là bền luôn mà cực kỳ lợi xăng nữa. Tiếng máy rinh nha. Xe này là ốc vít máy móc là nguyên rinh hết nè. Đó, chưa có mở, chưa có làm gì hết. Con này cũng có đầu lồng hơi luôn. Đó. Bô bọc có dò đạp luôn. Đó. Bô đồ là nguyên rinh hết. Đó. Tư thế anh em ngồi chạy con này rất là thoải mái luôn. Em thấy chạy rất là thoải mái. Vừa rồi cũng có một chiếc bán ra. Rồi bán xong được khách hỏi quá trời rất là nhiều. Nên hôm nay em về tiếp một con nữa cho anh em. Đó. Bên em bán ra là những con xe rinh hết, xe đẹp máy móc chưa có mở nha, chưa có sửa chữa gì hết. Nổ rất là êm. Đó. Dòng này thì nó rất là lợi xăng, anh em chạy tầm 50 cho đến 55 cây số một lít xăng rất là lợi. Con này thì tư thế ngồi nó rất là thoải mái luôn. 1m50 hoặc 1m55 anh em ngồi vẫn vô tư. Đó. Dòng xe XQE em, Mô Tô XQE em nên nó rất là bền nha, rất là bền. Đó. Con này thì em thấy nó khá là đầy đủ chức năng luôn, đèn rồi, càng đèn xi nhanh luôn rất là đầy đủ. Máy móc bình đề rất là nhẹ. Con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em cũng không cần làm chi nhiều hết. Đó, nó có hai chức năng này cũng hay ha. Đó, đèn xin đường luôn. Dòng này thì anh em chạy cực kỳ lợi xăng rồi, mấy dòng này thì quá lợi xăng. Tư thế ngồi nó cũng chạy, nó cũng khá thoải mái và giá cả nó cũng rất là hợp cho anh em nào mới chơi. Nó giá chỉ có 19.500 là anh em sở hữu con xe như vậy. Con này thì cực quá bền luôn. Đó. Kiểu dáng nó cũng rất là đẹp, ngồi chạy rất là đẹp. Mấy con này anh em đi xa rất là tốt nè. Nó bánh cầm á, anh em đi xa rất là tốt luôn. Bánh cầm anh em đi xa nó có cái độ đàn hồi, nó không có dằn không. Nó cũng rất là tiện lợi. Em thấy đồ đạc máy móc con này thì nguyên zin. Rất là đẹp. Em sẽ tiến hành quay và sát cho anh em. Kiểu dáng mẫu mã con này khá là ok luôn. Mấy con này thì vỏ của nó thì cũng giống như xe rim xe quay thôi. Đó, vỏ có rụt nha, vì bánh cam nó là vỏ có rụt. Đó, anh em thay thế cũng rất là dễ. Đó, đèn nè, có đèn xin đường luôn. Đó, anh em thấy không, rất là đẹp. Anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn nhá. Bi đông nó cao quá, tư thế ngồi anh em chạy rất là thoải mái.
Mi đông cao nên anh em ngồi chạy rất là thoải mái luôn. Bình xăng con này thì kiểu dáng nó cũng rất là đẹp. Cái form con này thì cũng khá là ok. Mấy cái bình xăng này thì anh em đa tầm mười mấy lít đó. Xăng con này thì anh em chạy rất là lợi. Anh em chạy tầm 50 đến 55 55 cây số một lít xăng, cực kỳ lợi xăng cho con này luôn. Mấy con này anh em xăng lồng tiền rất là nhiều. Vì mấy con này anh em đi phượt đi xa rất là tốt luôn. Máy này rất là bền. Máy móc là nguyên vinh. Chưa có mở, chưa có sửa chữa gì hết. Con này nó có đầu lồng hơi luôn anh em. Cái này là đầu lồng hơi á. Nó ốc bồ hồi đó giờ chưa mở lên, chưa mở ra luôn. Chính hãng XQM. Những con xe nào bên em mua về bên em để test máy kỹ càng ha, rất là kỹ càng để bán ra cho anh em sử dụng. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi và anh em cũng không cần làm thêm cái gì ha. Nó rất là ok. Có giò đạp luôn nha, có giò đạp luôn cho anh em. Khi anh em hết bình, bô nó là nguyên ring của nó nè, đồ rất là sáng. Giỏ này anh em thay cũng khá là đơn giản luôn, nó cũng giống như xe rim xe quay bình thường thôi. Đó. Còn anh em nào thích cao thì anh em có cái chỗ đồng phục nè. Anh em thấy không? Đó. Muốn thử cao lên đúng không? Anh em mở cái này, anh em dời ra phía sau này là cái phục nó sẽ cao lên. Đó. Nó có làm hai bên rất là đầy đủ. Hộp sên luôn ếch của em. Con này là đời 2010 nha, đời 2010, 2011, 2010 anh em, 2010. Đó, hộp sên rất là đẹp luôn, rất là nhẹ. Hiệu quất 125, 125 bằng khối. Chính hãng ấy của em luôn. Côn, tay côn rất là nhẹ. Trùm nó rất là kỹ ha. Nhìn rất là kỹ hơn mấy dòng Honda luôn. Ấy của em sản xuất ra chiếc xe cũng rất là chất lượng ha. Nó là hệ thống thân đầm nha, không có thân đĩa. Máy móc lớn. Máy này giống máy master. Hộp số con này là số tới nha anh em, năm số tới luôn nha. 1 2 3 4 5 anh em dậm phía trước luôn. Nó là số tới nha, không có móc nha. 1 2 3 4 5 dậm phía trước, còn anh em nào thích về số thì anh em dậm lại phía sau là nó về số. Yên con này rất là liền lạc. Yên này rất là đẹp ha. Bên của nó là còn nguyên ring luôn. Đồng hồ của nó nè. Bên này là một bố xăng, đây là mo, còn đây là xi nhan. Em đang bật cái nắp xin đường đó. Tắt. Nó bật lên là nó sáng nè. Còn em bật xi nhan là bên này. Này. Tại con này thì mới chạy có 18.000 cây. Đồng hồ của nó vẫn còn lên luôn nha. Rất là chất lượng. Cùm của nó nè. Đầy đủ hết. Dáng con này nhìn rất là đẹp, anh em đi phượt đi xa anh em chạy rất là khỏe.
anh em đi phượt mua mấy con này, anh em đi xa anh em mua mấy con này chạy rất là ok. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh ha, anh em chịu khó bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi nhiều video bên Tuấn Mô Tô. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em bấm like nha. Đồng hồ rất là sáng, đèn rồi nhìn cũng rất là đẹp luôn, quá đẹp. Giá thành nó cũng rất là rẻ cho anh em chơi, giá chỉ có 19.500 thôi. Anh em sở hữu chiếc xe mô tô như vậy anh em đi rất là đã luôn. Những xe bên Tuấn Mô Tô mua về bên Tuấn Mô Tô canh chỉnh rất là kỹ càng, máy móc rất là ok. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi nha. Còn khi mà anh em mua xe bên Tuấn Mô Tô sau này anh em cần mua phụ tùng đúng không, anh em cứ liên lạc cho em sẽ giới thiệu cho anh em mua phụ tùng chính hãng, giá cực kỳ rẻ luôn, nó rất là tiện lợi. Con này có chống đứng luôn, anh em dựng rất là thoải mái. Máy móc con này thì cực kỳ nhạy nổ, máy móc cực kỳ êm luôn nha, nổ gan tì rất là nhuyễn luôn. Bô này của nó là nguyên rinh, rất là rinh, bô rất là mới luôn. Rất là tuyệt vời, gan tì nổ rất là nhuyễn luôn nha. Anh em nghe gà nổ không? Rất là nhuyễn. Cực kỳ êm luôn. Con này mà anh em không mua thì không biết mua xe gì, giá nó cũng rất là hợp lý luôn. Giá chỉ có 19.500 anh em sở hữu một chiếc xe mô tô chính hãng. Đó, của XVM, gà nổ kìa, rất là nhuyễn. Con này có hệ thống bô xăng luôn, bô xăng luôn. Đầy đủ các chức năng, phun chức năng. Sẽ chạy thử cho anh em xem ha. Thử cho anh em mà. Để chạy thử cho anh em xem và cũng giống như là test máy móc cho anh em xem ha. Con này thì nói về máy móc của nó thì rất là chất lượng rồi, giá thành nó cũng rất là hợp lý luôn. Này thì quá tuyệt vời luôn anh em, nhanh số lượng nó có hạn nha. Đó. Nên đây là mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá con này nha, chứ không có nhiều đâu. Vì những dòng xe này giờ rất là hiếm, dầu như là những anh em đi phượt anh em mua anh em mấy con này đây đi rất là chắc chắn mà. Chạy rất là đã luôn. Con này ngồi chạy ôm cua ôm đồ rất là thoải mái con này. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Thấy sướng không? Chạy thắng phục nhúng rất là êm. Ga anti nổ nhuyễn nữa, kiểu giá khóa bền. Anh em nào mua thì liên lạc cho em ha, theo số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp ha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha, theo số điện thoại là 0369-669-659 ha. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp. Con này chạy rất là đã luôn, rất là sướng. Ga anti máy móc nổ rất là nhuyễn.
Quá tuyệt vời cái phòng này. Và anh xin chào và hẹn anh em video sau nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau. Đó, còn anh em nào đăng ký kênh, anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ ha. Anh em nhớ một câu nè, bên Tuấn Mô Tô là chuyên bán ra những xe mô tô đẹp clean nha. Dọn rửa ráy rất là kỹ càng ha. Khách hàng mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, anh em nhớ câu đó cho em. Xe bên em bán ra là những xe ring, xe đẹp. Đó, không có đổ, không có chế. Tuyệt đối là nguyên ring. Đó. Nên anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Không cần làm thêm cái gì luôn. Đó, anh em để ý cái đó ha. Anh em thấy không? Quá tuyệt vời, con xe quá đẹp luôn. Rất là chất lượng luôn. Siêu bền luôn. Giá thành rẻ. Đồ đặt trên xe rất là chắc chắn ha. Yên này nhìn rất là đẹp. Rồi, em xin chào và hẹn anh em video sau ha.